Bệnh viện Đại học Y Dược sinh Mắt vừa phẫu thuật cắt khối u buồng trứng khổng lồ hiếm gặp cho một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân là chị BTH 31 tuổi, ngụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng bụng to bất thường như người đang có bầu. Qua chụp CT và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có một khối u lớn xuất phát từ buồng trứng trái. Khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép và đẩy toàn bộ nội tạng của chị H sang một bên. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc được khối u buồn trứng có kích thước 20cm x 20cm, nặng 2,5kg, gấp 10 lần các khối u thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Trung Kiên, trưởng khoa ung bú Bệnh viện Đại học Y Dược Sinh Mắc, ung thư buồn trứng rất thường gặp ở phụ nữ, đa phần là u lành, chỉ khoảng 10% số ca u buồn trứng là u ác. Tuy nhiên, các khối u buồn trứng thông thường chỉ có kích thước khoảng 2-3cm, chỉ cần phẫu thuật nội soi để lấy khối u còn khối u buồn trứng của chị h có kích thước và khối lượng quá khủng nên không thể phẫu thuật nội soi buộc phải mổ hở để bóc tách khối u sau hơn một tuần phẫu thuật sức khỏe của chị h đã hồi phục và được xuất diện trong hôm nay